Hoan Hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 dự đoán những người sinh năm 94 giành được may mắn trong sự nghiệp và mối quan hệ tình cảm vào năm 2020. Một số người trong số họ sẽ đạt được sự đánh giá cao của lãnh đạo và cải thiện vị trí thông qua những nỗ lực tuyệt vời. Hãy hòa thuận với các đồng nghiệp là điều quan trọng, tuy nhiên thì mối quan hệ tình cảm dễ có biến động. Nếu bạn đang yêu, kết hôn có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Dựa trên dự đoán vận may năm 2020, người độc thân thì sẽ có cơ hội tiếp cận một mối quan hệ mới một cách nhanh chóng. Đối với những người đang làm việc, may mắn nghề nghiệp là tốt và bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người có điều kiện. Tài lộc may mắn cũng đứng về phía bạn, bạn phải học cách xử lý tài chính vì nó rất quan trọng đối với tương lai của bạn. Năm 2020 thì được tính từ ngày 25 tháng 1 năm 2020 cho đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2021 theo dương lịch. Năm 2020 theo âm lịch đó là năm Canh Tý, ngũ hành thổ, bích thượng thổ là tuổi con chuột, Tý là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, nạp âm ngũ hành là sơn đầu hỏa, đa phần đều là người nhanh mồm, nhanh miệng, khôn ngoan, trung niên bôn ba, có danh tiếng vang xa, nhiều phúc lộc. Vào năm Canh Tý, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh, tiết mất khí của mệnh chủ. Trong năm này, mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa. Giáp Dương Mộc gặp Canh Dương Kim là thiên quan, nghĩa là bản thân bị khắc xuất. Đối với tuổi Giáp Tuất trong năm 2020 Canh Tý này thì công việc cần phải chú ý đề phòng tai tiếng thị phi. Những người tuổi Giáp Tuất cần phải có sự tập trung cho sự nghiệp hơn nữa. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Tổng quan vận hạn của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 vào năm Canh Tý. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Nam mạng gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Người có sao Mộc Đức thì được kết tinh như sao Thái Âm. Việc làm ăn phát đạt và thuận lợi, vì thế việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch thì sẽ rất là tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên, nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới thì hay bị đau máu huyết. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, nữ mạng trong năm 2020, gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới. Nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, khá giống với sao Thổ Tú. Người xưa có câu Thổ Tú Thủy Diệu tứ bát ai. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Vận hạn năm 2020 của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Trong năm nay thì gặp hạn Huỳnh Tuyền. Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sầm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, nữ mạng, trong năm 2020 gặp hạn Toán Tận. Những người có hạn Toán Tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được. Tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ, trong đó thì có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc và thứ hai đó là chung vốn làm ăn, đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn Toán Tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng và cũng khó có thể đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Giáp hợp với kỷ hóa thổ vào những tháng Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi,
Tý, Sửu, tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Kỷ, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Kỷ như là Kỷ Mão sinh năm 1999, Kỷ Tỵ sinh năm 89, Kỷ Mùi sinh năm 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc dần ngọ tuất hóa hỏa vào các tháng dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, dậu, tức là các tháng 1, 2, 3, 4 và tháng tư nhuận, tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi ngọ, cần phải chọn ngày hoặc giờ là dần. Và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những tuổi dần thì sẽ chọn ngày giờ là ngọ. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ là dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau. Canh Dần 1950, sinh năm 2010, Nhâm Dần 1962, Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Nhâm Dần 1962. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Giáp Tuất sinh năm 1994 là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau. Quý Sửu 1973, Kỷ Sửu 1949, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Tân Sửu 1961. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Giáp Tuất sinh năm 1994 đó là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Quý Mùi 1943, Ất Mùi 1955, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mùi 1967, Tân Mùi 1991. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty thì mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, bế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Do Thìn Tuất là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn, kinh doanh cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Thìn. Nếu tiến hành cần có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Tuất Mão thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi cho những mệnh chủ tuổi Mão trong trường hợp này sẽ rất khát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968. Phương án tiếp theo để chọn hướng nhà, văn phòng và cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ, có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Đầu tiên đó là xét đến kim lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ 27 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này, mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ Giáp Tuất sinh năm 94 sẽ là 24 tuổi nên sẽ phạm phải hoàng ốc. Xét đến tam tai thì mệnh chủ Giáp Tuất sinh năm 1994 cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm nay là năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 94 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí của từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994.
Đối với nam mạng thì sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí. Ngoài ra thì cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là Đông Nam Hỏa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát và Đông là Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ là cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch, đó là Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Đông Bắc Hỏa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát, Tây Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông, thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh đến tiến hành mở cửa hàng công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng Diên Niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc, đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp cho với mệnh chủ tuổi 1994. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn. Phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tải tán lộc, tổn hại nhân định. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Vá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín hẳn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kích hoạt tài lộc năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh. Các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bắc Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này sẽ không cần phải quá chú trọng hay là để ý nhiều. Bàn thờ thần tài.
Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé! Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra, tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, sức sống, không gian xanh như là cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái, mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình. Để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn, quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ từ thầy. Góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.